Lồng văn hóa Qatar ở Doha đã sẵn sàng chào đón du khách từ khắp nơi trên thế giới khi Qatar lần đầu tiên đăng cai FIFA World Cup 2022. Lồng văn hóa Qatar là dự án văn hóa tích hợp của Qatar. Tại đây, du khách có thể trải nghiệm đa dạng các hoạt động văn hóa và giải trí. Điểm thu hút khách du lịch tới thăm Qatar chính là bãi biển trải dài khoảng 1,5 km trong khuôn viên của ngôi làng. Ngôi làng Qatar có một loạt cơ sở vật chất như nhà hát ngoài trời kiểu Hy Lạp, phòng trưng bày, nhà hàng, nhà thờ Hồi giáo, bãi biển, sân vườn và những ngọn đồi nhân tạo. World Cup 2022 sẽ là một cơ hội tốt để chúng tôi có thể quảng bá và cho du khách thấy được vẻ đẹp của làng văn hóa Qatar bằng một loạt các hoạt động văn hóa nghệ thuật được tổ chức trong dịp này. Làng văn hóa Qatar đang chuẩn bị một loạt các hoạt động và sự kiện phục vụ cho giải bóng đá quốc tế lớn nhất hành tinh như triển lãm, hòa nhạc và hội thảo đa văn hóa.